Chàng trai này tên là Lý Vũ Quả, anh ta không may về ăn dỗ sớm nhưng lại có được cơ hội chuyển sinh, mà người đưa anh ta đến cái thế giới mới này lại là Diêm Vương. Ông ta làm vậy với cái lý do nghe muốn chửi thề luôn á, mà Lý Vũ Quả cũng phải cảm ơn ông ta khi cho mình sống một thế giới mới. Thế giới đó lại do chính tay mình viết ra, giờ thì đấng sáng thế sẽ lại một lần nữa thay đổi thế giới. Ở tập trước, Lý Vũ Quả đã giả dạng trong thân thể của một con yêu nguyên khôi lỗi nữ, gắn mác giả là Cơ Thái Mỹ, người của Cơ gia, một trong ngũ đại gia tộc. Với thân phận đó thì cậu đã lừa được đám người của Thanh Dương Môn và Âm Sát Môn để vào được Thủy Nguyệt Động Thiên. Mới đi được một đoạn mà không may đã đụng phải hai con bằng tình cấp võ hoàng, chúng nó đang liên tục khuấy đảo đội hình của hai bên. Lý Vũ Quả cũng gặp rất nhiều khó khăn, chiến đấu làm tốc độ tiêu hao nguyên khí tăng nhanh, yêu nguyên xích nhãn giao long cũng có hạn, mà con băng tinh bên Lý Vũ Quả còn chưa giải quyết được. Bên phía đại trưởng lão của Thanh Dương Môn và âm đại hợp của Âm Sát Môn vẫn đang trong tình thế trứng chọi kim cương. Nhưng bất ngờ trong một giây nhỏ, Lý Vũ Quả phát hiện có một cái độ hàn tinh ở trên đầu con băng xuyên cử nhân. Thế là cậu suy đoán ra ngay đó là khôi lỗi dùng linh thạch khởi động chứ không phải yêu thú, vậy thì chỉ cần lấy hàng tinh ra là có thể giải quyết vấn đề. Lý Vũ Quả chạy lên đầu con băng xuyên tự nhiên kia, chém ở giữa khối hành tinh, mất đi năng lượng con khôi lỗi tan thành từng mảnh vỡ, rồi Lý Vũ Quả tiếp tục xử lý con thứ hai một cách dễ dàng. Mà Âm Đại Hợp và đại trưởng lão của Thanh Dương Môn đứng hình, không ngờ Lý Vũ Quả chỉ trong hai đường kiếm mà giải quyết đi con băng xuyên cử nhân cấp võ hoàng. Lúc này Lý Vũ Quả vẫn đang thu thập chiến lợi phẩm, hút được hai viên hàn tinh này về cho Quân Tuyết thực sự rất là lợi. Sau một lúc thì Ma Âm và Thủy trưởng lão tới hỏi đường đi tiếp theo mà Lý Vũ Quả sẽ đi. Lý Vũ Quả quyết định ở cho đệ tử hai bên ở đây tiến hành tu luyện chỉnh đốn hàng ngũ. Chút nữa lại dẫn một bộ phận vẫn còn chiến đấu được tiếp tục tiến lên, cậu cũng phải đổi ý thức qua bản thể để tu luyện, không thể bỏ qua một nơi dồi dào như thế này được. Vừa mới đổi qua bản thể chính, Lý Vũ Quả cảm tưởng như mình sắp tắt thở trong hai quả bưởi siêu to khổng lồ rồi, may mà vẫn xử lý kịp. Tiếp tục vui đùa bên Thủy Tinh Nhi, ở chỗ đám người trưởng lão của Thanh Dương Môn, Thủy trưởng lão hỏi những người khác tiếp theo nên thế nào đây. Một vị trưởng lão khác lên lời, Cơ Thái Mỹ có nương tiến vào cốt chỉ vì đệ đệ ngốc của cô ta, chúng ta chẳng việc gì phải tiếp tục mạo hiểm. Nơi đây linh khí dồi dào đã đủ cho chúng ta tu luyện rồi, chuyện đi dò đường cứ để cho bọn Âm Sát Môn đi đi, bọn Âm Sát Môn chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ. Cùng lúc đó ở bên Âm Sát Môn, Ma Kha nhận thấy vừa nãy băng xuyên cự nhân làm tiêu hao không ít nguyên khí của Cơ Thái Mỹ, bọn chúng cũng bắt đầu lên kế hoạch để trả thù Thanh Dương Môn, trở lại với Lý Vũ Quả. Với lượng linh khí dồi dào thì cậu ta đã đột phá được võ linh cảnh, chỉ có điều đáng tiếc là cơ thể cậu tạm thời vẫn chưa hấp thụ được quá nhiều linh khí, nếu không là võ linh trung kỳ rồi. Lý Vũ Quả lại chuyển ý thức về cơ thể Cơ Thái Mỹ. Đúng lúc này thì Ma Âm đến để ngỏ ý nên xuất phát, vì trong Thủy Nguyệt Động Thiên nguy cơ tứ bề, thời gian là vàng nên tranh thủ. Hai phái các ngươi chọn ra mỗi bên 10 người thực lực mạnh nhất theo ta tiến vào, ngoài ra đệ tử ở lại đây tu luyện. Cô nương, Lý Vũ Quả nói. Lúc mà Lý Vũ Quả cùng với những người được chọn của Thanh Dương Môn và Âm Sát Môn tiếng vào sâu hơn thì Ma Kha đã ở đằng sau và cười thầm. Có lẽ chuẩn bị xảy ra một biến cố nào đó khi mà Lý Vũ Quả đi. Lý Vũ Quả cùng mấy tên kia đi vào trong thì thấy một cái lầu lớn ở bên kia vực. Muốn đến cái lầu đó thì phải qua một cái bẫy cực kỳ lớn, một đám băng giáp binh sĩ ở dưới. Xếp thành hàng và theo nhịp sẽ đâm mũi giáo lên, chọc những tên gián đi qua thành tổ ong. Một tên trong đám Âm Sát Môn tên là Ma Trấn Toàn quyết định xung phong để phá giải trận bẫy kia. Dù Lý Vũ Quả chưa đồng ý nhưng Ma Trấn Toàn vẫn rất oai tơ, nhảy trực tiếp lên những tấm khiên của những võ sĩ kia, nhưng chân hắn vừa chạm được lên thì những tấm khiên lật lại, đổi lên là vô ngàn cây giáo chuẩn bị chọc vào người hắn. Sau một giây thì Ma Trấn Toàn biến thành một cái tổ ong với vô số lỗ thủng. Mấy tên trưởng lão của Thanh Dương Môn cười lên sung sướng, còn Ma Âm thì tức thương cho người huynh đệ não bò của mình. Lý Vũ Quả đứng yên quan sát, cậu đã hiểu cách hoạt động của trận bẫy này, trực tiếp nhảy lên những tấm giáp của binh sĩ, nếu có hàn phong thổi qua thì binh sĩ sẽ cùng lúc đưa khiên lên. Lý Vũ Quả nhân lúc đưa khiên lên thì nhảy qua, còn lúc gió ngừng thổi thì những tấm khiên được đổi thành những cái giáo chọc lên đầy nguy hiểm. Đám Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn cũng hiểu, cùng nhau vượt qua rồi vào trong cái lầu siêu to khổng lồ kia. Lý Vũ Quả bước vào cung điện tận cùng của Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng nhìn qua thì nơi đây quá trống trải, cậu chẳng biết âm dương hoa ở đâu. Đi một lúc thì thấy có một quyển bí pháp Thiên Nhãn Thông, cầm nó lên xem. Nó được quảng cáo là thông âm dương, xem quá khứ, nhìn tương lai, phá thiên cơ. Lý Vũ Quả mở quyển Thiên Nhãn Thông ra, bất ngờ những ký tự chữ kỳ lạ từ trong quyển sách chui vào đầu cậu. Sau pha này thì Lý Vũ Quả có thể thấy được những thượng phẩm linh thạch bị tàn hình ở trong cung điện. Bên cạnh những món đồ giá trị còn có tàn ảnh của Thủy Nguyệt Tiên Nhân, và thứ cậu đang rất cần đó là âm dương hoa. Lý Vũ Quả vội vàng lấy nhẫn chữ vật ra rồi húp hết tất cả về, đang vui vẻ lấy đồ thì bị tiên nhân kia bất ngờ chỉ tay vào đầu cậu. Trong người yêu nguyên khôi lỗi xảy ra xung động, Lý Vũ Quả cảm thấy cường độ khung cốt của khôi lỗi rõ ràng được nâng cấp lên một cấp mới, cả thực lực của yêu nguyên khôi lỗi cũng đã được tăng cường. Sau một lúc thì cậu mở mắt ra, tự hỏi tại sao mình lại quay trở lại rồi. Sau một lúc thì Lý Vũ Quả ra ngoài gặp những người khác, Ma Âm hỏi cậu có phát hiện gì không thì Lý Vũ Quả liền lấp liếm, nói dối là mình chả thấy cái bíp gì. Thủy trưởng lão vội khuyên đám người mau về nhưng Ma Âm lại ngăn lại, hắn bảo rằng Âm Sát Môn bọn chúng tổn thất mấy vị hộ pháp mới đến được đây, giờ cứ tay trắng mà về phần thiệt thòi lấy gì bù đây. Lý Vũ Quả nhìn tên này, hiểu ra ngay là hắn đang kéo dài thời gian.
cậu liền chuyển ý thức về với bản thể chính. Vừa mới về cơ thể chính thì đã cảm thấy lạ, đúng là có âm mưu. Ma Kha đang lệnh cho mấy tên đệ tử bố trí pháp khí, Lý Vũ Quả trốn đằng sau tảng đá, không may làm gì ra một tiếng động nhỏ. Ma Linh liền cầm cây kiếm lên xem là thằng cha nào. Lý Vũ Quả tùy cơ ứng biến, giả làm thằng ngốc đi ra chỗ hai anh em họ, rồi còn úp mặt vào hai cái bưởi của Ma Linh, nàng nặc đòi uống sữa. Ma Kha sợ tên công tử này sẽ làm lộ kế hoạch nhưng Ma Linh khẳng định là không sao. Thế là Ma Kha khởi động kế hoạch phục thù, chuẩn bị thi triển 36 tinh trận. Lý Vũ Quả hiểu ra bọn chúng đang muốn diệt Thanh Dương Môn. Giả ngô đi đến chỗ Thủy Tinh Nhi, ầm à ầm ở báo tin cho cô ấy. Thủy Tinh Nhi đi báo cho hai người anh của mình. Thanh Dương Môn biết mình đang bị phục kích, hô hoán đệ tử cầm kiếm lên để chiến, nhưng lúc này mới cầm kiếm thì đã muộn. 36 tinh trận khởi động lên, làm suy yếu sức mạnh của đám đệ tử Thanh Dương Môn. Lúc này Âm Sát Môn mới mặt dày ra đây, cầm đao kiếm lên tàn sát đồ đệ Thanh Dương Môn. Lý Vũ Quả trong vòng tay của Thủy Tinh Nhi, tuy nói là ép đến chăm sóc, nhưng Thủy Tinh Nhi cũng coi như thật có tâm. Nếu như có thể dừng được cuộc chiến này, nói không chừng hào quang nhân vật phản diện của Lý Vũ Quả lại tăng lên không ít. Lý Vũ Quả chuyển ý thức về với yêu nguyên khôi lỗi cơ thái mỹ, dẫn Ma Âm ra một chỗ khác để nói chuyện. Lý Vũ Quả hỏi thẳng thắn tại sao lại đột kích Thanh Dương Môn. Ma Âm bất ngờ khi Lý Vũ Quả lại biết được kế hoạch của Âm Sát Môn, không muốn cô nương đi xám xíu vào chuyện này. Nhưng Lý Vũ Quả không quan tâm cái ân oán gì đó, trong này đã có trùng trùng bẫy giang rồi lại còn đâm chém nhau nữa thì chỉ có kéo tất cả xuống hố. Ma Âm vẫn không từ bỏ, kể ra lỗi ân oán gì đó của Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn. Lý Vũ Quả không đồng ý với ý kiến của hắn, nói mồm không được. Ma Âm dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, hắn biến thành một con thú hoang, dùng móng vuốt của mình lao đến cắn xé Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả còn thừa thời gian, tính chơi mèo vờn chuột với tên này một tí. Hai người cứ thế liên tục đuổi nhau, Thủy trưởng lão cùng với một tên trưởng lão khác núp trong bóng tối không định cứu Lý Vũ Quả. Chúng muốn để Lý Vũ Quả gặp nguy hiểm mới cứu, để Lý Vũ Quả phải nợ bọn chúng một cái ân tình. Lý Vũ Quả và Ma Âm vẫn đang người đuổi người. Trong một khắc, Ma Âm dương đôi vuốt của mình về phía hai quả bưởi pha ke của Lý Vũ Quả. Để đáp trả sự tiện nhân này thì Lý Vũ Quả cho hắn một đá bay ra xa, Ma Âm gục xuống, nhưng lại bất ngờ chơi xỏ ném phi tiêu có độc về phía Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả gục xuống, Ma Âm cười trong vui sướng, rồi định chơi trò lên núi đao xuống biển lửa với Lý Vũ Quả. Đúng lúc này thì Thủy trưởng lão cùng một tên trưởng lão khác đến ngăn chặn. Nhưng chưa để bọn chúng nhúng tay vào thì Lý Vũ Quả bất ngờ bật dậy cầm thanh kiếm chọc xuyên qua người Ma Âm. Ma Âm chẳng hiểu cái khỉ gì đang xảy ra, Lý Vũ Quả nói nhỏ vào tai hắn là em non lắm, chưa ăn được anh đâu. Thực ra thì đây đâu phải là bản thể chính của Lý Vũ Quả, nó là khôi lỗi, mà khôi lỗi làm gì có máu có thịt, chúng độc kiểu gì. Lý Vũ Quả trực tiếp xé tan thân thể của Ma Âm, lấy được một cái nguyên đan của đại hộ pháp. Sau trận đấu vừa nãy, nguyên khí của yêu nguyên xích nhãn giao long chỉ còn lại 5 phần. Nguyên đan tu sĩ và yêu nguyên yêu thú cũng có chút tương đồng, cậu sẽ dùng nó để bổ sung nguyên khí cho yêu nguyên huyết nhãn giao long. Lý Vũ Quả vừa đứng lên để xả hơi thì một đệ tử khác của Âm Sát Môn chạy đến, thấy thi thể của Ma Âm ở bên thì đã hiểu chuyện, cúi đầu xin lỗi Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bình thản, không trách tội bọn chúng, vì ân oán giữa Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn đều là do Ma Âm làn ra. Bây giờ hắn gây chuyện cậu cũng không phải giận ca chém hết, chẳng qua là nếu có ai muốn đối địch với cậu, cậu sẽ bóp nát quả cam của tên đó. Tiếp tập trước, Lý Vũ Quả giải quyết mọi chuyện với đám người trưởng lão của Âm Sát Môn và Thanh Dương Môn, rồi cùng mấy tên còn lại ra ngăn chặn cuộc chiến của hai bên. Ma Kha khi biết cha mình Ma Âm đã chết thì suy sụp, kệ cô nó. Đại trưởng lão của Âm Phát Ngôn gọi Thủy trưởng lão ra nói chuyện. Ông ta muốn đem Thủy Tinh Nhi và Mai Linh cùng phối hôn cho cơ công tử, nếu vào làm thông gia với cảnh cao cơ gia. Mà để mọi chuyện được như ý muốn thì tên đại trưởng lão Âm Sát Môn muốn nấu gạo thành cơm, để cơ công tử không có quyền từ chối, mà cơ công tử chính là bản thể Lý Vũ Quả ngốc. Mọi chuyện được giải quyết, Lý Vũ Quả ngồi trong phòng tu luyện. Cậu đã khống chế cơ thái mỹ đem Âu Dương Hoa gửi về cho Dược Hoàng. Sau khi rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, một cái gọi là công pháp Thiên Nhãn Thông bây giờ lại xuất hiện trong đầu cậu. Thiên Nhãn Thông này khá là bá đạo, lại có thể giúp nam chính nhìn thấy luồng sóng của nguyên khí. Đúng lúc này thì lại có ai đó tìm tới. Lý Vũ Quả nhìn ra ngoài cửa thì thấy mình nhìn xuyên được cả tường. Việc này không thể để lộ ra ngoài được nên cậu vội cất giấu mấy món đồ kia đi. Thì ra là Thủy Tình Nhi đến tìm. Lý Vũ Quả lại giả dạng trong vai diễn cậu công tử ngốc và cô tiểu thư may mắn. Thủy Tinh Nhi mang đồ ăn đến cho Lý Vũ Quả, không hiểu sao đồ ăn lại còn phải có cả rượu. Chắc là lấy rượu để mở đường. Thủy Tinh Nhi xếp đồ ăn ra rồi kêu mình muốn đi tắm. Lý Vũ Quả ở lại nhìn bóng hình của Thủy Tinh Nhi đi, tự hỏi có phải cô nàng này nhìn trúng thằng ngốc này không. Cậu biết ngay là rượu kiểu gì chả có vấn đề, liền đổi lại cốc của Thủy Tinh Nhi cho mình. Cậu còn tự hỏi không biết hiệu quả của Thiên Nhãn Thông thế nào, vừa sung sướng vừa hứa là chỉ luyện công, không phải là nhìn trộm đâu. Lý Vũ Quả nhìn về hướng Thủy Tinh Nhi đang tắm, bật công pháp Thiên Nhãn Thông lên. Úi rồi ôi, từ A đến Z Lý Vũ Quả đều đã nhìn được, không cần gì view qua cái body này thì cậu cũng đã xịt máu mũi, thôi không luyện nữa. Thế này có mà tổn thọ với lại thiếu máu não. Thủy Tinh Nhi sau một lúc thì đã tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ gian díu mập mờ từ ngoài nhìn vào trong làm anh em bồng mắt. Thủy Tinh Nhi thấy Vũ Quả chưa uống chén rượu mà nãy mình rót, bèn cầm chén rượu của cậu ấy lên rồi tu hết luôn. Lý Vũ Quả cứ tưởng cả hai ly đều có vấn đề thì ra là không, nhưng mà là không ly nào bình thường.
Thủy Tinh Nhi mới uống một ly vào mà đã như một con thú hoang, chèn ép để Lý Vũ Quả uống. Cô ta còn giả vờ giả vịt úp mặt của Lý Vũ Quả vào hai quả miu. Lý Vũ Quả không kịp phản ứng. Hai người đang trong tình huống một người giữ một người không thở được thì lại có người thứ ba xuất hiện. Đó là Mai Linh trong bộ đồ mặc như không mặc. Cô ta cũng được cha phái đến đây. Vì đợi ở ngoài khát nước quá nên cầm luôn bình rượu kia tu một hụng lớn. Thủy Tinh Nhi không kịp ngăn cản thì cô ta đã đập vỡ bình rượu đi. Thì ra đó là Xuân Phong Thiên Vạn Lý Thủy Tinh Nhi mua ở chợ đen, có khả năng xung kích, cưỡi lạc đà hơn cưỡi ngựa. Thủy Tinh Nhi và Mai Linh đều đã uống loại rượu đó. Hai người bây giờ như hai đầu của nam châm, tự nhiên thấy nhau đẹp và quyến rũ đến lạ. Lý Vũ Quả sợ quá, chuồn lẹ đi luôn. Lý Vũ Quả trầm cảm ở một góc, suy nghĩ nhiều điều về cuộc sống của một thằng phản diện. Sau đó Lý Vũ Quả về với phòng trọ của Nạp Lan Mộng. Cậu đang xem lại phần trăm hào quang phản diện của mình và Diệp Quỳnh. Sau chuyến đi Thủy Nguyệt Động Thiên thì hào quang của Lý Vũ Quả đã đăng lên 19%. Hào quang chính diện của Diệp Quỳnh cũng tăng lên 2%, xem ra hắn ở kinh thành cũng có ít kỳ ngộ. Đúng lúc này thì Nạp Lan Mộng mở cửa ra ngoài. Cô ấy đề nghị với Lý Vũ Quả là về Thiên Lang Thành. Lý Vũ Quả lo cho sức khỏe của vợ yêu vừa mới chữa trị khỏi không lâu, cần thêm thời gian. Nhưng đúng lúc này, Diêu Tráng Tráng cùng với Dược Hoàng đến báo tin Ngũ Đại gia tộc vừa phái một đội tinh nhuệ đến đất Bắc, khả năng cao là nhắm vào Thiên Lang Thành. Lần này thì vợ chồng Lý Vũ Quả phải rồi. Trước khi về thì cậu đem một ít quà ra biếu Diêu Tráng Tráng và Dược Hoàng để chia tay. Những món đồ cậu cho hai người thật sự rất là vừa ý. Dược Hoàng nhận quà còn trao lại cho Lý Vũ Quả một quyển sổ tay dược kinh ghi chép tâm đắc của bà suốt 20 năm chữa bệnh, còn có cách phân biệt bách thảo đề cương. Lý Vũ Quả vui vẻ nhận lấy rồi cùng vợ yêu về Thiên Lang Thành. Quan Vân Phàm có hơi bất ngờ vì đại ca của mình lại về sớm như vậy. Nghe nói người của Ngũ Đại gia tộc đang ùn kéo đến Tức Bắc, chúng ta có chút không yên tâm nên về sớm một chút. Vừa bước chân xuống là cậu đã đưa hai viên hàn tinh lúc trước lấy được ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên cho Quân Tuyết, rồi nói nhỏ với cô ấy cái gì đó, chỉ biết là Quân Tuyết vâng lời cậu răm rắp. Lý Vũ Quả lại quay ra đưa cho Nạp Lan Mộng một cái túi gấm. Nạp Lan Mộng không biết nó là cái gì, cậu chỉ bảo tình huống nguy hiểm thì hãy mở nó ra, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không có được sợ. Cuối cùng thì đám người tinh nhuệ của Ngũ Đại gia tộc cũng đã đến, bọn chúng đang vây đánh Long Quy Vương ở Linh Xá Sơn. Lý Vũ Quả tức đến nhăn mặt, Long Quy Vương là thủ hộ giả của Thiên Lang Thành, nếu nó chết rồi Thiên Lang Thành sẽ không giữ nổi. Bắt Vân Tiên Trần đi, phá thành giết người. Lại còn một cái mạng của cậu đang bị bọn chúng nhắm tới nữa, cho dù là Ngũ Đại gia tộc, Lý Vũ Quả cũng sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Nghĩ đến đây, cậu hô hoán cho tất cả anh em đến cứu Long Quy Vương. Cùng lúc đó ở chỗ Linh Xà Sơn, Long Quy Vương đang bị lũ người Ngũ Đại gia tộc hành lên hành xuống, có vẻ như ông ấy đã hết trụ nổi. Trên người bây giờ đã là chằng chịt vết thương, dù cho da dù có dày đến mấy thì cũng không trụ được lâu, nhưng Long Quy Vương quyết không bị khuất phục, ý chí lên đến đỉnh cao. Đúng lúc này thì Lý Vũ Quả cùng cứu viện đến giúp Long Quy Vương. Vân Nhị Lão sung sướng khi thấy Lý Vũ Quả ra mặt, định là đồ sắt cả cái Thiên Lang Thành, ai ngờ mục tiêu đã tự thò đầu ra. Ông ta vội lệnh cho đội bình tinh hệ Phi Ưng Tiêu lao lên bắt lấy Lý Vũ Quả. Phi Ưng Tiêu là đặc chủng quân của Ngũ Đại gia tộc, tu vi của mấy tên Phi Ưng có vẻ như Ngũ Đại gia tộc đã hạ quyết tâm thủ tiêu nam chính. Mở màn cho trận chiến thì đám người Phi Ưng Tiêu ném ra một đống ám khí làm chết vài chục người thị vệ của Thiên Lang Thành. Vừa mới ra trận đã đưa nhiều anh em lên bảng đếm số, điều này làm những binh sĩ khác của Thiên Lang Thành có phần nhụt chí. Lý Vũ Quả liền nghĩ ra cách đánh trống để tăng cường ý chí và sức mạnh cho những người thị vệ kia. Quan Vân Phạm, Mã Đại Hợp, Trần Lão Căn và vô số anh em khác hùng hổ khí thế. Nạp Lan Mộng cũng không kém phần chiến, đoàn quân của Thiên Lang Thành lao lên. Vân Nhị Lão hiệu lệnh cho Phi Ưng Tiêu chuyển đổi trận hình, mang những cây nỏ ra bắn thẳng vào những binh sĩ của Thiên Lang Thành đang hừng hực khí thế lao lên. Tên bắn xuống như mưa, cho dù bị thương thì những người thị vệ Thiên Lang Thành vẫn cố gắng lao lên. Những người của Phi Ưng Tiêu thấy sự liều lĩnh này phải e sợ, đại pháo ở đằng sau cũng đã chuẩn bị xong, theo hiệu lệnh của Lý Vũ Quả bắn vào chỗ Phi Ưng Tiêu. Tình thế đang dần dần chuyển biến, Vân Nhị Lão đứng trên cao không để mọi thứ cứ thế trôi đi. Ông ta mang ra một thứ công pháp kỳ dị độc nhãn, thả ra từ trong người vô số con châu chấu ăn thịt. Những thị vệ Thiên Lang Thành bị lũ côn trùng kia đuổi bán phải chạy ráo riết, nhưng đông như vậy thì biết chạy đi đâu bây giờ, chạy về nhà mách mẹ cũng không được. Đúng lúc này thì Lý Vũ Quả đã nghĩ ra cách, cậu mua từ cửa hàng Ali Mama hai chai thuốc diệt côn trùng, rồi cứ thế xịt lũ châu chấu kia, rồi đưa một cho Quan Vân Phàm 20 bình xịt côn trùng, chia nhau cho các huynh đệ cùng dùng. Mấy anh em đều đã có vũ khí hạng nặng, Như Nhị vừa xịt vừa khinh Vân Nhị Lão chỉ là một con chó rách không có bản lĩnh. Vân Nhị Lão cay đến phát điên, mang ra huyết mạch là một con châu chấu lớn lao đến tấn công Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bị uy áp của Võ Hoàng khóa chặt, không thể cử động để chạy. Bất ngờ Ngưu Nhị ở đằng xa chạy lại, đẩy Lý Vũ Quả ra đỡ trọn cú long chảo kia. Vân Nhị Lão trực tiếp xuyên thủng người Ngưu Nhị. Trần Lão Căn và Mã Đại Hợp thấy huynh đệ của mình chết, sự tức giận cùng ý chí trả thù làm họ lao lên. Nhưng lao lên lúc này chỉ là nộp mạng cho Vân Nhị Lão. Lý Vũ Quả đứng nhìn hai người huynh đệ của mình liên tiếp ra đi, sự tức giận đã làm cậu mang ra huyết ma chi phủ, vô số xúc tu tấn công Vân Nhị Lão, làm ông ta phải lùi đi từ phía. Lý Vũ Quả căn lúc ông ta đang lùi lại thì tấn công từ đằng sau, nhưng tốc độ vẫn không đủ nhanh. Lý Vũ Quả bị Vân Nhị Lão bắt lại. Lý Vũ Quả bị bắt lại nhưng vẫn cười. Vân Nhị Lão liền hiểu ra có cái gì đó, nhưng ông ta chưa kịp quay đầu thì từ đằng sau, Nạp Lan Mộng cầm cây giáo của mình kích hoạt huyết mạch định một kích xuyên thủng người ông ta nhưng vẫn không được.
Vân Nhị Lão trực tiếp nắm lấy cây giáo kia, bóp nát nó rồi quạt Nạp Lan Mộng sang một bên. Vân Nhị Lão đang định quay lại xử lý Lý Vũ Quả thì tự nhiên cậu ta trở nên ngốc nghếch như cái vỏ không nhân. Vân Nhị Lão cũng tự nhiên đứng yên, thì ra là Lý Vũ Quả đã chuyển ý thức sang cơ thể Cơ Thái Mỹ rồi dùng một đao đâm thẳng vào người ông ta. Vân Nhị Lão chẳng hiểu cái lình gì, một cô gái cấp võ hoàng đang bảo vệ Lý Vũ Quả, cô nương Lý Vũ Quả không quan tâm, trực tiếp rút cây đao của mình ra. Vân Nhị Lão xoay người rồi hét lên, tính dùng thân phận của mình để dọa cô nương Lý Vũ Quả. Nhưng Lý Vũ Quả không thèm nghe, đang định dùng đao cuối để lấy đi cái đầu nhỏ của Vân Nhị Lão thì tiếp ứng của ông ta đã đến. Phong Thanh Vân cùng 8.000 phi ương tiêu đến, Phong Thanh Vân từ tốn khuyên cô nương Lý Vũ Quả rời đi, vì chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Cô nương Lý Vũ Quả không thèm nghe những lời kia, chỉ coi nó như là nước đổ đầu vịt, thêm màu sắc cho màn chém bay cái đầu của Vân Nhị Lão. Phong Thanh Vân cười gằn, dù không tức giận nhưng ông ta vẫn tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ lớn. Cô nương Lý Vũ Quả đã giết người của Ngũ đại gia tộc, chắc chắn là ông ta không thể đứng yên xem, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tiếp tục tập trước, Phong Thanh Vân đứng nhìn cô nương Lý Vũ Quả chém phát cái đầu của Vân Nhị Lão, hắn lấy lý do đó, cơ thể hóa thú điên cuồng vui sướng lao đến cô nương Lý Vũ Quả. Phong Thanh Vân như đang thưởng thức trận đấu này, hắn dùng ba chân hai cẳng tấn công liên tục Lý Vũ Quả. Tốc đánh của hắn chắc lên phun đồ vuốt hung tàn, bên phía Lý Vũ Quả đã căng, ở bên con vợ Nạp Lan Mông cũng không kém, tổ đội phi ưng lao đến như ruồi bâu xít. "Tẩu tẩu, tẩu định như thế nào?" Quan Vân Phàm hỏi Nạp Lan Mộng. Nạp Lan Mộng nhớ lời Lý Vũ Quả nói, lúc nguy hiểm mở cái túi gấm kia ra, nhưng chả hiểu sao lúc cô mở cái túi ra, đọc cái gì đó rồi có vẻ khó chịu. Đập mạnh cây gió xuống, rồi hô hoán anh em chuẩn bị nghênh chiến, đỡ đầu đám phi ưng tiêu đang lao đến, nhưng mà chênh lệch đội hình là quá mạnh. Cho dù có chuẩn bị thì những người binh lính bình thường vẫn không ngăn cản nổi biệt đội chim cỏ của Phong Thanh Vân, cô nương Lý Vũ Quả một bên lo quá. Xoay sang nhắc nhở nhưng đối thủ của cậu là Phong Thanh Vân làm gì có để cho yên, nhân lúc cậu không chú ý đó mà quẫy đuôi một cái quật cậu xuống đất, trận chiến càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Quân Tuyết đứng một chỗ không biết phải làm như thế nào, cô nhớ đến lời mà Lý Vũ Quả đã nói, hai viên hàn tinh trong tay Quân Tuyết có thể giúp cô đạt được sức mạnh cực lớn, nhưng cô sẽ mất đi ký ức biến thành một người khác. Lý Vũ Quả dặn cô lúc thấy cậu tiêu đời rồi thì nuốt hai viên hàn tinh này, bảo vệ tốt bản thân và Thiên Lang Thành. Nhưng Quân Tuyết không đợi Lý Vũ Quả tiêu đời rồi mới nuốt, cô không muốn chủ nhân của mình gặp nguy hiểm trực tiếp rơi luôn hai viên hàn tinh kia, biến thành yêu tinh băng, sức mạnh cuồng nộ cuốn cô bé lên. Sự tức giận cùng cuốn theo chiều gió xoáy lại, hơi tuyết lan tỏa như những ngày đông miền Bắc, mà mấy tên phi ưng tiêu lại không xem dự báo thời tiết nên đã biến thành bảo tàng hình người bằng bằng. Nạp Lan Mộng và Quan Vân Phàm đứng hình, bây giờ họ mới hiểu tại sao Lý Vũ Quả lại quan tâm Quân Tuyết đến vậy, vì Quân Tuyết chính là băng tuyết chi thần. Quân Tuyết trong hình dạng mới, có lẽ đã nhớ ra ký ức của mình là ai, tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây. Cô nương Lý Vũ Quả cay đắng khi nhìn Quân Tuyết, vốn dĩ muốn để Quân Tuyết từ từ trưởng thành, không ngờ nay đại họa trước mắt chỉ có thể để cô ấy sớm thức tỉnh. Một khi Quân Tuyết thức tỉnh, ký ức cô ấy cũng sẽ khôi phục, Quân Tuyết sẽ trở về quê hương thực sự của mình, vậy là Lý Vũ Quả phải xa vợ bé rồi. Thiếu gia, bất ngờ Quân Tuyết nhìn thấy bản thể chính của Lý Vũ Quả rồi gọi tên, Lý Vũ Quả không ngờ Quân Tuyết vẫn chưa quên mình. Định chạy lên chỗ cô bé thì bị một bàn tay như bồ tát đập xuống nát ươm con khôi lỗi, làm ý thức của cậu trở về bản thể chính. Không ngờ một tắc bác nhỏ bé lại sinh ra nhiều chuyện như vậy, thật thú vị, Vân Hà nói, hẳn là kẻ vừa đập bàn tay kim cang vừa nãy. Bên cạnh Vân Hà còn có bốn nhân vật lớn trong Ngũ đại gia tộc khác, người con gái mặc áo tím là Hoa gia tộc trưởng, Hoa Tiễn Lệ. Bà ta không ngờ Lý Vũ Quả lại dám giết Vân Nhị gia, điều này đã làm Vân Hà tức điên lên, cùng Sơn Ác Thủy xuất điêu dân, ta thấy tóc bắp này lên quảng chế chặt chẽ một chút. Phong gia tộc trưởng, Phong Vạn Lý nói, bên cạnh hắn là Cơ gia tộc trưởng, Cơ Vô Song, đây đều là những người đứng đầu của Ngũ đại gia tộc. Quân Tuyết thấy Vân Hà làm hại Lý Vũ Quả, trong lòng tức giận bắn một đường sức mạnh băng hà về phía bốn tên kia, nhưng đã bị Diệp Hồng xé tan rồi phản kích. Quân Tuyết trở lại hình dạng bình thường, ngã xuống nhưng may được Lý Vũ Quả đỡ lấy. Quân Tuyết trở về hình dạng cũ là do cô chỉ ăn một viên hàn tinh, còn một viên đã bị ói ra ngoài. Bây giờ tình huống là vô cùng nguy cấp, mấy tên trưởng giáo kia đều là cấp võ tông, cường giả số 1 Hạo Thiên Quốc, Lý Vũ Quả không còn đường nào. Dùng cách cuối cùng, cậu cho khôi lỗi an viên nội đan Vân Nhị ra như một cục pin để tiếp tục khởi động, rồi cầm cây kiếm lên, chào hỏi lũ gia tộc lớn kia, buộc tội bọn chúng về cái chết của cha mình. Cậu nói toạc ra là cha Nạp Lan Mộng là người đã hại Lý Quảng Nghĩa, cha Lý Vũ Quả, còn lũ người Ngũ đại gia tộc kia biết nhưng lại làm ngơ. Nạp Lan Mộng chạy đến hỏi tại sao Lý Vũ Quả lại nói xấu cha mình. Nạp Lan Mộng, cô cho rằng ta thật sự lòng yêu thương cô sao? Cô là con gái kẻ đã giết cha ta chẳng qua chỉ là lợi dụng cô thôi. Hôm nay ta chạy không thoát, cô cảm thấy bản thân có kết cục tốt sao? Lý Vũ Quả bất chợt quay xe, bộ mặt nham hiểm cùng ý đồ rõ ràng, cậu xoay người lại lấy thanh kiếm ra chọc một lỗ vào chính giữa người Nạp Lan Mộng. Người ngoài nhìn chắc không nhận ra, vì màn diễn này của hai người quá xúc động, chẳng qua là Lý Vũ Quả không muốn nên lụy đến Thiên Lang Thành. Cùng Nạp Lan Mộng diễn một vở kịch phản bội để phần trách nhiệm này ví vụ của gánh hết, cậu giả vờ giết Nạp Lan Mộng để bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Lý Vũ Quả rút thanh đao từ trong người Nạp Lan Mộng ra, Hoa Tiễn Lệ tụ sức mạnh rồi phóng về phía Lý Vũ Quả vì tức giận khi thấy một người đàn ông phản bội vợ mình.
May mà có Long Quy Vương đỡ lại đòn kia, ông viết bản thân cũng sẽ không chạy được, mà có ai bảo chạy ông cũng sẽ không chạy. Long Quỷ Vương đưa cho Lý Vũ Quả đứa con kế tục mà vợ đã khuất sinh cho, bản thân đã không còn sống được lâu thêm nữa, bây giờ chỉ còn cách đưa tương lai của mình cho Lý Vũ Quả. Ông sẽ đỡ đòn này để cho cậu chạy, cậu xách theo quả trứng tiểu ốc quy của Long Quy Vương đi, gọi Quân Tuyết cầm theo khôi lỗi cơ thái mỹ nhảy lên một thanh phi kiếm chạy đi. Vân Hà với Hoa Tiễn Lệ muốn đuổi theo nhưng bị Long Quy Vương ngăn lại. Vân Hà điên quá phóng một lượng sức mạnh hùng hậu xé tan đi tấm mai rùa của Long Quy Vương rồi chọc xuống. Long Quy Vương dùng chút sức mạnh của mình kích phát muốn lấy thân làm một quả bom đồng quy vô tận với lũ người kia. Diệp Hồng không để chuyện đó xảy ra, chắp bàn tay niệm cực tiên kiếm pháp tam thức, vô vàn thanh kiếm ánh sáng đặt thành một vòng rồi phóng xuống, cắm vào người Long Quy Vương khóa chặt ông ta lại. Nhưng Long Quy Vương vẫn kích phát được sức mạnh của mình, cơ thể nổ tung. Sau vụ nổ thì đám người Ngũ Đại gia tộc vẫn an toàn. Nhưng đó cũng là một thoáng thời gian để cho Lý Vũ Quả chạy. Vân Hà điều phối người đuổi theo cậu ta. Lý Vũ Quả lúc này đang cùng với Quân Tuyết ở một cây cầu. Quân Tuyết lo lắng hỏi Lý Vũ Quả bây giờ phải đi đâu. Lý Vũ Quả chẳng còn cách nào nói ra thân phận thật của Quân Tuyết là Băng Tuyết Nữ Vương của Cực Bắc Chi Quốc. Cậu bảo cô bé hãy đi về nhà lấy lại những gì thuộc về mình. Quân Tuyết khóc lóc không muốn rời xa Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả cũng không muốn rời xa cô bé, nhưng tình huống bây giờ không cho phép. Quân Tuyết chỉ còn cách đi đến Cực Bắc Chi Quốc. Nếu Lý Vũ Quả chết, cô bé phải tập hợp lực lượng và báo thù cho Lý Vũ Quả. Nếu lần này Nam Chính may mắn không chết thì hai người sẽ được gặp lại. Đúng lúc này thì có người tới, Lý Vũ Quả đẩy cho Quân Tuyết chạy đi. Người tới là Cơ Vô Song. Lý Vũ Quả đã sẵn sàng để xuống dưới suối vàng rồi. Chuyện trở về chỗ Nạp Lan Mộng, Phong Thanh Vân đứng suy nghĩ chuỗi sự kiện, cảm thấy tác giả viết đoạn này không đúng. Lý Vũ Quả và Nạp Lan Mộng luôn phối hợp tác chiến. Tại sao Lý Vũ Quả lại đột nhiên trở mặt? Ông ta thử vết máu ở dưới đất kia, máu là thật, vết thương của Nạp Lan Mộng cũng là thật. Ông ta quay lại hỏi Nạp Lan Mộng có biết nữ nhân kích sát Vân Nhị Lão là ai không? Nạp Lan Mộng vẫn diễn rất là tốt, nói đó là con bổ nhí mới quen của Nam Chính. Nếu bây giờ bản thân gặp lại con bổ nhí đó thì tạt cho một tấn axit. Phong Thanh Vân không còn nghi ngờ gì, khoanh tay lại rồi cùng biệt đội Phi Ưng Tiêu rút lui. Lúc mà đội quân kia rút đi thì Nạp Lan Mộng mới lấy ra con người thật của mình. Cô khóc lóc nói ra sự thật cho Quan Vân Phạm. Bọn họ chỉ đang diễn để gánh nặng nề được Lý Vũ Quả gánh hết. Là Tan Mộng tức giận thề rằng nếu Lý Vũ Quả chết thì bản thân sẽ bắt Ngũ Đại gia tộc nợ máu trả bằng rất nhiều máu. Cảnh chuyện trở lại chỗ Nam Chính, Lý Vũ Quả nghĩ cách. Bây giờ chỉ có mỗi Cơ Vô Song tới, có vẻ như những tên khác đang đi lùng sục Lý Vũ Quả. Đối phương là võ tông, cho dù dùng cơ thái mỹ cũng khó mà địch lại. Bây giờ cậu phải tìm cách thoát thân trước khi những tên kia cũng tìm tới. Lý Vũ Quả cầm thanh đao lao lên tấn công Cơ Vô Song, nhưng chứng chọi với kim cương làm sao mà địch lại. Cơ Vô Song chỉ dùng một tay để đỡ đòn đánh kia rồi giật lấy thanh kiếm của cậu. Hắn biết Lý Vũ Quả rất thông minh, trên đường chạy để lại nhiều manh mối tung tích ở mọi hướng đi, khiến Ngũ Đại gia tộc bị lạc mất phương hướng. Cơ Vô Song không đánh mạnh Lý Vũ Quả chỉ gạt cậu ta ra. Lý Vũ Quả không hiểu tên này có ý gì. Chốc nữa diễn kịch diễn cho giống chút, có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của người hay không là xem tạo hóa của ngươi rồi. Cơ Vô Song dè dặt nói, Lý Vũ Quả không hiểu tại sao tên này lại giúp mình. Thanh đao này là đao của Dượng ta Nạp Lan Thánh đại nhân, còn thanh kiếm của Vân Tiên Trần là kiếm của cô của ta. Cơ gia chúng ta sớm đã bất mãn đối với Hạo Thiên Thần Tông rồi, tha cho ngươi một con đường sống tự ta có lý của mình. Tiểu tử ngươi nhất định phải chú ý Diệp Quỳnh, tên tiểu tử này tâm kế thâm hiểm, ác độc vô sỉ, lần này vây quyết là do hắn nghĩ ra đấy. Tóm lại sống cho tốt, đừng để người đợi người đau lòng. Cơ Vô Song nói, lúc mà Lý Vũ Quả hiểu ra lời nói của hắn thì lại có người tới. Cơ Vô Song không muốn bị phát hiện thì đạp cho Lý Vũ Quả bay ra. Diệp Hồng cùng đám người kia chạy tới, không phát hiện ra điều gì. Lý Vũ Quả lại tiếp tục màn diễn, dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chửi rủa cho nó sướng mồm. Cơ Vô Song hướng cây đao về phía Lý Vũ Quả hỏi tội. Lý Vũ Quả không nhận mình đã làm cái gì, bộ mặt khinh bỉ kêu Cơ Vô Song kết thúc đi. Không ngờ Cơ Vô Song lại kết thúc thật. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả và Cơ Vô Song đang diễn cảnh quay cuối cùng. Cơ Vô Song để lừa đám người Ngũ Đại gia tộc kia chạy đến rồi đâm một nhát chí mạng vào người Lý Vũ Quả. An nói nhỏ vào tai cậu nếu có thể sống sót thì đến phía đông tìm một người có ngoại hiệu là lang chủ. Cơ Vô Song còn đưa thêm cho Lý Vũ Quả một chiếc nhẫn rồi đẩy cậu xuống vực. Phong Thanh Vân và Vân Hà có chút nghi ngờ, tại vì Diệp Quỳnh từng nói Lý Vũ Quả quỷ kế đa đoan, là diễn viên hạng A được huấn luyện từ châu Âu sang. Ồ, tộc trưởng Vân gia là hoài nghi thực lực của ta, đường đường là một võ tông sao? Cơ Vô Song thấy hai ông già kia đang nghe thì quay lại hỏi. Vân Hà không còn hoài nghi gì nữa, nhưng chuyện không vui lại tới, có một tên tới cấp báo Vân Tiêm Trần tiểu thư đã trốn đi. Vân Hà nghe con gái mình lại trốn đi tìm trai thì tức giận, quay đầu chạy về. Cơ Vô Song vẫn đứng yên nhìn cái xác của Lý Vũ Quả ở dưới sông, cầu nguyện cho cậu ta có thể sống sót. Cảnh chuyện chuyển đến với Vân Tiêm Trần, cô ấy vì lo lắng cho Lý Vũ Quả nên đang định chạy trốn khỏi Vân gia, nhưng đi nửa đường thì lại bị Diệp Quỳnh và bên cạnh là Tiết Ni Ni ngăn lại. Diệp Quỳnh nhờ vào thế lực của Diệp gia thăng cấp lên thành võ vương, đứng trước mặt Vân Tiêm Trần là võ linh nên hắn rất tự tin. Nhưng thấy Vân Tiêm Trần vẫn cứ khăng khăng đi cứu Lý Vũ Quả thì điên lên, tình yêu tôi trao cho em đã lâu nhưng em lại bâu theo thằng khác. Diệp Quỳnh sắt thêm ớt vẫn không hết cay, bảo rằng Lý Vũ Quả đã bị Vũ Đại gia tộc truy sát rồi. Vân Tiêm Trần tức giận lấy ra huyết mạch chu tức khẳng định Lý Vũ Quả vẫn còn sống, lại là Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả và Lý Vũ Quả làm Diệp Quỳnh cũng nóng theo,
hắn mang ra huyết mạch của mình và khẳng định Vân Tiêm Trần phải thuộc về mình. Vân Tiêm Trần không bao giờ chịu khuất phục, hai bên chiến đấu ác liệt, thấy Vân Tìm Trận đã không còn ý định nhận tình yêu từ mình. Diệp Quỳnh chơi bài không ăn được thì đạp đổ, lấy sức mạnh ra tấn công bằng những chiêu có sát thương mạnh với Vân Tiêm Trần. Tiết Nhiên Nhi cay đắng vì Diệp Quỳnh chiến đấu vì một người con gái khác, không màng hai luồng sức mạnh đang đập liên tục vào nhau, cô ta chạy đến chỗ Diệp Quỳnh, chọc một con dao vào người hắn. Tiết Nhiên Nhi từ lần trước đã được Vân Tiêm Trần tiết lộ sự thật nên đã ấp ủ mà trả thù với Diệp Quỳnh từ lâu. Diệp Quỳnh biết con ả này không còn lợi dụng được nữa, định cầm thanh kiếm lên giải quyết cô ta luôn thì một nhân vật bí ẩn khác xuất hiện, cắt luôn đi cánh tay phải của Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh đau đớn đến chửi thề luôn. Tiết Nhiên Nhi không biết nhân vật bí ẩn đã cứu mình này là ai, nhưng nhân vật bí ẩn kia vẫn im lặng, đi lại chỗ Vân Tiêm Trần hỏi han. Vân Tiêm Trần không bị làm sao, vẫn quan trọng chuyện bây giờ là đi ra khỏi đây. Tiết Nhiên Nhi đứng từ xa nghe giọng nói của người kia thấy quen quen. Gia hỏa này xử lý sao đây? Người thần bí kia quay ra nhìn Diệp Quỳnh. Vân Tiêm Trần thấy hắn đã bị thương chí mạng, thôi thì để yên cho tự chết từ từ. Ba người cùng nhau bỏ đi, để lại Diệp Quỳnh đau đớn gào thét với người mình yêu. Tình yêu nó khổ thế đấy. Diệp Quỳnh không cam tâm, hẳn là phản diện lớn nhất thì làm sao chết dễ dàng như vậy được. Ba người đi ra bên ngoài của Vân gia, đến đây thì Vân Tiêm Trần muốn tự mình đến Giang Đô. Lúc này thì người bí ẩn kia tháo mặt nạ ra, thì ra là Tây Môn Lãnh. Anh ta cũng chỉ tiễn Vân Tiêm Trần đến đây thôi. Tiết Nhiên Nhi thấy Tây Môn Lãng thì vui mừng, vì trước đây Tây Môn Lãng từng thích mình, bây giờ lại cứu thì vui sướng, nhưng mà bây giờ Tây Môn Lãnh đã khác. Tiết Nhiên Nhi trong lòng anh ta đã không còn chút tình nào. Tây Môn Lãng trực tiếp bỏ đi, bảo rằng lúc nãy cứu chỉ là niệm chút tình cảm thanh mai trúc mã năm đó, tiện tay làm. Từ giờ hai người sẽ đoạn tuyệt, sau này cũng không có lần gặp lại. Tiết Nhiên Nhi mất hết, cục xuống, đây chính là cái kết cho tội dại trai, đưa sói vào nhà, cuối cùng thì cái nịt cũng không còn. Chuyện trôi qua một khoảng thời gian, Thiên Lang Thành đang trong những ngày nắng cháy nhưng Nạp Lan Mộng vẫn không cho các binh nghỉ ngơi, tập luyện với cường độ cao, chăm chỉ chờ ngày báo thù Ngũ Đại gia tộc. Đúng lúc này thì Quan Vân Phàm về, vừa thấy Quan Vân Phàm thì Nạp Lan Mộng đã hỏi về tung tích của Lý Vũ Quả. Nhưng thông tin về cậu ta vẫn là con số 0, Nạp Lan Mộng chỉ biết cầu nguyện cho Lý Vũ Quả, mong một ngày chồng yêu quay trở về. Cảnh chuyện trở đến một căn nhà nhỏ, Lý Vũ Quả chưa chết mà được hai ông bà nghèo cứu, sau nhiều ngày hôn mê, cuối cùng Lý Vũ Quả cũng tỉnh. Cậu vừa tỉnh thì đã chửi bới trong lòng cơ vô song, thân là võ tông cũng không biết khống chế sức mạnh, trực tiếp một đao chí mạng, làm Lý Vũ Quả đến cơ hội dùng hào quang để phục hồi thương thế cũng không có. Giải Oscar chắc phải trao cho hắn một cái cúp người vật thôi. Hai ông bà kia thấy Lý Vũ Quả dậy thì hỏi han liên tục, cho cậu một bộ đồ mới, rồi lại đi nấu cơm cho cậu ăn. Lý Vũ Quả nhìn bộ đồ kia, bên trên là chiếc nhẫn mà cơ vô song lén đưa cho Lý Vũ Quả. Bật nó lên, nó giống như phương thức hình chiếu mà Lý Vũ Quả và Vân Tiêm Trần đã gặp. Hình chiếu của cơ vô song nói một hơi dài, chúc mừng người Lý Vũ Quả, người đã sống sót thành công rồi. Ta biết người có rất nhiều điều hoài nghi. Ta ghi lại trước đoạn ảnh tượng này, bên trong có đáp án mà ngươi muốn biết. Cơ đây tờ từ trước đến giờ luôn bán mạng vì Ngô Thiên Thần Tông. Trong một lần nhiệm vụ kích sát, cô của ta và Nạp Lan Thánh đã phải lòng nhau, rồi Nạp Lan Thánh trở thành dượng của ta. Dượng của ta là một người chính trực, một lòng vì dân nhưng lại bị Nạp Lan Kiệt ám hại, rơi vào cảnh chết thảm. Cô của ta cuối cùng cũng bị giết hại tàn nhẫn. Cơ gia chúng ta với Ngô Thiên Thần Tông thể không đội trời chung. Nhớ đấy, Lang Tình Đao và Thiếp Ý Kiếm tuyệt đối không thể bị Hoàng Thất phát hiện, nếu không sẽ dẫn đến tai họa diệt thân. Khổ lỗi của người chắc vẫn còn thiếu một vũ khí cầm tay, có thể giữ thiên bảo lưu ly tán cất trong chiếc nhẫn này. Lý Vũ Quả cười vì không ngờ đã bị Cơ Vô Song nhìn ra Cơ Thái Mỹ. Cơ Vô Song biết là do Lý Vũ Quả trong thân thể Cơ Thái Mỹ dùng danh Cơ ra gây chuyện. Mấy ngày trước là đại hôn của Thủy Tinh Nhi và Mai Linh, Lý Vũ Quả đã giải quyết được mâu thuẫn giữa Thanh Dương Môn và Âm Sát Môn nên Cơ Vô Song không trách tội cậu nữa. Lý Vũ Quả rất bất ngờ, hai người con gái lại kết hôn với nhau, chắc là do tác dụng của thuốc kích ngựa hóa dã man. Cơ Vô Song còn báo thêm một tin, Vân Kiêm Trần sẽ lợi dụng lúc Ngũ Đại gia tộc truy kích Lý Vũ Quả mà chạy thoát đến Giang Đô, nhưng chắc chắn sẽ bị Vân gia đuổi theo để bắt lại. Lý Vũ Quả cần nhanh chóng đi tìm cô ấy. Lý Vũ Quả rất lo lắng, việc bây giờ là không thể chậm trễ. Từ kinh thành đến Giang Đô đường xá xa xôi, cô ấy còn phải ẩn trốn sự truy đuổi của Vân gia. Thời điểm này chắc Vân Tiêm Trần đang ở rừng Hiền Giả. Lý Vũ Quả đứng dậy hỏi bà cô đây là đâu? Đây là huyện Đông Hải, Sơn Lý thôn. Sao cháu lại đứng dậy rồi hả? Bà cô kia trả lời, tính toán trong vòng 2 giây, huyện Đông Hải cách rừng Hiền Giả chỉ 20 dặm. Ngựa kiếm phi hành chắc sẽ đuổi kịp, để trả ơn cho hai ông bà kia vì đã cứu giúp mình. Lý Vũ Quả tặng cho họ một thùng toàn vàng là vàng để báo đáp rồi rời đi. Anh em hãy lấy đây làm bài học nhé, cứ giúp người khác thì sẽ nhận lại được gấp đôi, chẳng qua là món quà nhiều lúc nó khác nhau thôi. Chuyện lại chuyển cảnh, Vân Tiêm Trần đang dùng hết tốc độ của mình để chạy ở trong một khu rừng. Một con yêu thú mang hình hài là một cái cây đang đuổi theo cô, nó vừa đuổi vừa gào thét đòi rượu. Vân Tiêm Trần vì chạy nên không để ý vấp ngã, những nhánh cây kia lao đến cuốn lấy cô. Một thân hình cây to lớn ở đằng xa đòi rượu, nhưng Vân Tiêm Trần làm gì có rượu. Nó vẫn cứ mò mẫm để tìm rượu, nhưng mà mò nhầm vào nhiều chỗ quá, mò cụ vào cái gì thì anh em không nên biết nhé. Đúng lúc này thì có một đường kiếm chém phay mấy nhánh cây kia, cứu Vân Tiêm Trần ra. Vân Tiêm Trần được Lý Vũ Quả trong thân thể Cơ Thái Mỹ cứu.
Nhưng khi Vân Tiêm Trần nhìn thấy cây kiếm trên lưng Cơ Thái Mỹ thì nhảy ra, cứ nghĩ rằng người con gái trước mặt mình là kẻ đã giết Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả trong thân thể này đã nói dối rằng Cơ Thái Mỹ và bản thể chính Lý Vũ Quả ăn ngủ nghỉ sinh hoạt với nhau thì có làm rất nhiều. Vân Tiêm Trần tức giận. Cái cây kia nhân cơ hội Vân Tiêm Trần không để ý định nắm lấy cô ấy, may mà đã có cô nương Lý Vũ Quả đỡ lại. Nhưng cú đỡ này đã làm năng lượng yêu nguyên của Cơ Thái Mỹ hết sạch. Lý Vũ Quả lại phải chuyển ý thức về bản thể chính. Con khôi lỗi kia thì sùi bọt mép không tỉnh dậy được nữa. Vân Tiêm Trần hết cách nhưng không bỏ cuộc. Vì gặp Lý Vũ Quả mà Vân Tiêm Trần cầm thanh kiếm rồi lao lên, nhưng chẳng hiểu sao con người cây kia lại quay xe. Thì ra là nó đã ngửi được mùi rượu ở chỗ khác. Lúc mà con người cây kia bị rũ đi thì Lý Vũ Quả xuất hiện. Vân Tiêm Trần xúc động quá, chạy lại ôm chầm lấy Lý Vũ Quả. Hai người gặp lại nhau sau một thời gian dài. Vân Tiêm Trần tức giận đòi Lý Vũ Quả giải thích về người con gái kia. Lý Vũ Quả bảo đây chỉ là một con khôi lỗi. Vân Tiêm Trần thở một hơi vui mừng, nhưng cô ấy vẫn đang bị thương. Lý Vũ Quả lo lắng đưa vợ hai đi tìm một chỗ trú tạm để dưỡng thương. Đến tối, hai người trốn trong một cái lều nhỏ. Vân Tiêm Trần bịt mắt Lý Vũ Quả lại để bôi thuốc cho mình. Lý Vũ Quả không nhìn thấy gì. Nhưng đấy là lúc mắt bình thường chứ dùng thiên nhãn thông thì u là trời. Lý Vũ Quả lấy ra hoạt huyết hóa để đắp lên những vết thương của Vân Tiêm Trần. Mỗ đàn ông trong câu bùng nổ đến cực điểm rồi. Rừng núi hoang dã, vậy thì đánh chén thôi. Lý Vũ Quả không ngại nữa, giả vờ là mình không thấy gì, tự nhiên sờ vào chỗ cũng nhiều mỡ, nên là nhào nặn để cho nó gầy đi thôi. Tiếp tục với tập trước, Lý Vũ Quả đang đắp thuốc Vân Tiêm Trần, định sơ muối tí nhưng lại bị Vân Tiêm Trần phát hiện. Lý Vũ Quả lươn lẹo vô cùng, nói dối rằng sơ thấy một cái bụng toàn là mỡ. Vân Tiêm Trần muốn chứng minh mình không có béo, cho Lý Vũ Quả xem cái bụng đã được vun đắp hàng tỷ đồng này. Lý Vũ Quả sờ qua, phẳng lì vậy, hóa ra cô là hai lưng. Bình thường thấy tôi vậy hóa ra là độn sao. Lời này của Lý Vũ Quả đã đánh thẳng vào niềm tự hào của Vân Tiêm Trần. Trong vô thức, cô ấy muốn chứng minh cho Lý Vũ Quả là mình không có phẳng nên cho cậu xem test thử hàng. Lý Vũ Quả lại nhân cơ hội thử nhẹ độ đàn hồi. Đến lúc này thì Vân Tiêm Trần mới ngứa người, tức giận đánh lên hồi vào chi thứ 5 của Lý Vũ Quả. Hai người vun đắp cho nhau xong thì kiếm cái gì đó ăn. Lý Vũ Quả vừa nướng con gà vừa cười khúc khích. Cậu định 7 ngày không rửa tay để ngửi nguyên cái mùi sữa bò này. Vân Tiêm Trần cay nhưng không làm được gì. Sau một hồi thì món gà quay đã chín, hai người thưởng thức bữa tối. Phải rồi Vũ Quả, hồi sáng tại sao quái vật đó lại đuổi theo ta? Vân Tiêm Trần hỏi. Tí Vũ Quả giải thích nó là bá chủ của Hiền Giả Chi Lâm, Xâm Lâm Hiền Vương. Xâm Lâm Hiền Vương bị nghiện rượu, nguyên liệu hoa lộ thủy mà Vân Tiêm Trần xịt trên người có 7 phần là rượu, nên nó mới đuổi theo cô. Lý Vũ Quả kêu Vân Tiêm Trần đưa lọ thủy hoa lộ cho mình, cậu sẽ lợi dụng bệnh nghiện rượu của Xâm Lâm Hiền Vương để nó bảo vệ Thiên Lang Thành. Lý Vũ Quả nhỏ một giọt hoa thủy lộ xuống đất, ngay lập tức Xâm Lấn Hiền Vương xuất hiện, mới thấy có mùi rượu mà ông dê này đã xuất hiện. Cảnh chuyện chuyển đến Thiên Lang Thành, Xâm Lâm Hiền Vương đã tìm được đến đây. Nạp Lan Mộng cùng những anh em trong thành khi nhìn thấy ông ta cứ tưởng là gặp chuyện. May mà Xâm Lâm Hiền Vương chỉ đến đây theo hợp đồng của Lý Vũ Quả thuê ông ta làm thần thú hộ tông, với mức lương là mỗi ngày dâng một đống rượu ngon lên cho ông ta. Vui mừng khi nghe tin Lý Vũ Quả còn sống, Nạp Lan Mộng hỏi Xâm Lâm Hiền Vương Lý Vũ Quả còn bảo gì nữa không. Xâm Lâm Hiền Vương nói Lý Vũ Quả còn phải ở ngoài lịch luyện một chuyến, đi tìm lang chủ. Cậu nhờ Xâm Lâm Hiền Vương đưa cho làm Lan Mộng một đống thượng phẩm linh thạch để phát triển Thiên Lang Thành, huấn luyện ra một đội bậc thầy tinh nhuệ. Quan Vân Phạm mà Nạp Lan Mộng rất xúc động. Lý Vũ Quả dù cho sẽ nữa là về trời thì vẫn lo cho người dân ở Thiên Lang Thành. Làm shipper đã xong, Xâm Lâm Hiền Vương bắt đầu công việc làm thủ hộ ở Thiên Lang Thành, nhưng phải ngày nào cũng có rượu. Chuyện trở về với Lý Vũ Quả và Vân Ti Trần, họ vẫn đang tìm đường đến Giang Đô. Vì đã làm hỏng khôi lỗi nên họ không thể dùng khôi lỗi ngự kiếm để đến đó nhanh hơn. Nếu bây giờ muốn dùng thì phải tìm một yêu nguyên mới thay vào mới được. Lúc hổ báo thì ngầu lắm, lúc cần dùng thì không có mà dùng. Hai người tiếp tục đi, bất ngờ phát hiện có động tĩnh ở phía trước. Một đám người cầm theo dao đang vây quanh một con sư tử có thanh kiếm ở trên miệng. Có vẻ nó đang bảo vệ một cái thi thể đằng sau mình. Lý Vũ Quả nhận ra đây là kiếm sư cấp Võ Hoàng. Trên cổ con sư tử có sợi dây chuyền. Có vẻ như cái xác kia chính là chủ nhân của nó. Tên đứng đầu trong đám người kia là Trương Công Tử. Hắn đã đánh bả con sư tử này, bây giờ lại đem theo người để giết nó rồi đoạt cây kiếm kia. Nhưng con sư tử kia không phải là dạng bình thường, nó vừa nhanh lại vừa có vũ khí. Trương Công Tử nghĩ ra cách, lấy nỏ ra rồi bắn vào cái xác mà con sư tử đang bảo vệ. Tất nhiên là con sư tử sẽ không để chủ nhân của mình được chết cũng không yên. Nó đỡ hết những mũi tên kia, dùng kiếm chém chết một tên là Lão Ngũ. Thấy đồng đội mình chết một thanh niên, tức quá định cắt tiết sư tử như Võ Tòng. Lý Vũ Quả và Vân Tiêm Trần không chịu được thêm trước cảnh này, đã đánh bả rồi còn vây công. Lý Vũ Quả đưa cho Vân Tiêm Trần một cái mặt nạ. Hai người hành động nhưng phải cẩn thận, không được để lộ thân phận. Hai người cứu giúp con sư tử đúng lúc thanh niên kia đang chuẩn bị cắt tiết nó. Trương Công Tử tức giận vì có người phá đám chuyện tốt của mình. Lý Vũ Quả nhìn thẳng mặt tên này trong tiểu thuyết là con trai Giang Đô đại thương gia, ở Giang Đô ức hiếp nam nữ, không có chuyện ác gì là không làm. Chồng cốt truyện Lý Vũ Quả viết, tin này có ý đồ gạ gẫm Vân Tiêm Trần, sau đó bị cô ấy giết, không ngờ lại gặp ở đây sớm như vậy. Đã gặp sớm như vậy thì Lý Vũ Quả quyết định sẽ diệt mối họa này luôn. Cậu nắm lấy tay Vân Tiêm Trần, bảo cô không được thủ hạ lưu tình một người cũng không được bỏ sót. Trương Công Tử vẫn rất bài tơ, cậy người đông,
Nhưng lúc Lý Vũ Quả và Vân Tim Trần phát ra luồng sức mạnh to lớn thì mới thấy mình đi sai nước này. Sự kết hợp giữa hai con quái vật chém người như chém chuối, mấy tên theo sau Trương Công Tử sợ chết chạy như chạy Olympic, bỏ lại Trương Công Tử một mình. Trương Công Tử sợ quá, định lấy tiền mua chuộc Lý Vũ Quả và Vân Tim Trần, nhưng bây giờ hắn phải cầu mong có người đốt vàng cho mình. Vân Tim Trần trực tiếp kích một đao đưa Trương Công Tử về trời luôn, mà loại cặn bã như hắn thì có khi trời cũng không cho lên. Lý Vũ Quả và Vân Tim Trần đi lại chỗ con sư tử kia. Nó tưởng hai người là kẻ địch, vẫn sẵn sàng phòng thủ, nhưng Lý Vũ Quả dùng một thái độ khác để tiếp cận, cậu quỳ xuống bái kiến Giang Đô Kiếm Thánh Đinh Nhất. Có lẽ Giang Đô Kiếm Thánh Đinh Nhất chính là chủ nhân của con sư tử kia. Lý Vũ Quả nói lời nào ngọt lời đấy để khen ngợi về Kiếm Thánh Đinh Nhất. Và con sư tử kia đã thủ hộ ở đây hơn 20 năm rồi. Sự trung thành như này thì rất đáng để cậu ra tay tương trợ. Con sư tử kia xúc động quá, khóc lóc nhả ra thanh bảo kiếm kia. Lý Vũ Quả nhặt nó lên, phải nói là cực phẩm bảo kiếm. Thanh kiếm này không ai xứng đáng được dùng, mà người chết thì chỉ ít phải nhập thủ mới an được. Lý Vũ Quả đào cho Kiếm Thánh Đinh Nhất một cái mộ rồi để thanh kiếm lên quan tài của ông ấy. Bất ngờ con sư tử kia lấy ra yêu nguyên của mình, trở về hình dạng nhỏ rồi cũng về trời với chủ nhân của nó. Vân Tiêm Trần và Lý Vũ Quả có hơi buồn, có lẽ nó đã nhớ chủ nhân của mình lắm rồi. Buổi tối, Lý Vũ Quả lấy viên yêu nguyên của kiến sư kia ra để tái khởi động khôi lỗi. Vũ Quả, người của ngũ đại gia tộc cho rằng người đã chết, nhưng thôi lỗi này vẫn đang bị truy lùng. Ta có dư vài bộ đồ, hay là cho khôi lỗi này một diện mạo mới? Vân Tiêm Trần cho ra một ý kiến, Lý Vũ Quả thấy rất hợp lý. Cậu còn lên A Lý Mama tìm một bộ cánh silicone ngon lành để thay cho khôi lỗi. Tất nhiên là quá trình thay đổi này thì trẻ nhỏ không xem được. Quá trình hoàn tất rất là nhanh, một vẻ đẹp thuần khiết tắt lên mình. Thế này Lý Vũ Quả bảo xà cũng không ai tin nổi. Lý Vũ Quả vui mừng vì lại được làm con gái. Nhưng có một vấn đề, lúc khống chế khôi lỗi không có cách nào tập trung lực khống chế bản thân được. Lúc đầu thì Vân Tiêm Trần không hiểu, nhưng một lúc sau thì được thực hành. Bàn thì chính của Lý Vũ Quả ngu ngu ngốc ngốc lại nhào nặn hai trái hoa quả tươi của cô ấy. Vân Tiêm Trần tức điên lên, nhưng hai người vẫn rất thân thiết với nhau. Còn bao nhiêu kế hoạch hóa gia đình nữa bỏ bây giờ có mà toang. Cuối cùng thì hai người bọn họ đã tìm đến được Giang Đô, nhưng vui vẻ chưa được lâu, lại phát hiện có người bám theo sau. Lý Vũ Quả cùng Vân Tiêm Trần đi vào một con hẻm nhỏ. Mặt đối mặt với lũ người bí ẩn này, Lý Vũ đang định hỏi lại lịch của bọn chúng thì đột nhiên tên cầm đầu xuất hiện ở đằng sau, chẳng nói chẳng rằng cầm cây gậy lao đến tấn công Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả bình tĩnh dùng thiên nhãn thông nhìn kỹ, nguyên khí của hắn đều tập trung vào chân, cái gậy kia chỉ là giả, nhờ vào sự thông minh đó. Lý Vũ Quả né được cú đạp của tên kia, phản đòn bằng pháo quyền. Tên bí ẩn kia bị đòn đánh của Lý Vũ Quả đẩy lùi ra đằng sau, lúc này hắn mới lộ ra thân phận thật của mình. Thì ra là lang chủ. Theo tình tiết mà Lý Vũ Quả viết, lang chủ là cường giả của bộ lạc lang tộc, là một đại phản phái. Tuy thu vi chỉ là võ vương, nhưng mối quan hệ rộng khắp cả Hạo Thiên Quốc. Sau này Lan Vương vì phục khí chất anh hùng của Lý Quảng Nghĩa nên theo Lý Quảng Nghĩa chinh chiến bốn phương. Bây giờ gặp ở đây quả thật là may mắn. Lý Vũ Quả gọi lang thúc rồi chạy lại ôm ông ấy. Lang chủ tò mò về người con gái đi theo sau Lý Vũ Quả, còn tưởng đó là nữ nhân của nam chính. Vân Tiêm Trần ngại ngùng không dám nhận mình là nữ nhân của Lý Vũ Quả. Lang chủ nhìn sự xấu hổ của Vân Tiêm Trần, phải khen thằng cô này giỏi thật. Chỉ có điều ở đây nó không tiện. Lang chủ dẫn Lý Vũ Quả và Vân Tiêm Trần đến nơi thắp hương Lý Quảng Nghĩa. Trong tiểu thuyết Lý Vũ Quả viết, sau khi Lý Quảng Nghĩa mất, lang chủ luôn ẩn mình ở Giang Đô, nuôi binh chờ đợi cơ hội báo thù Hạo Thiên Thần Tông. Giữa tiểu thuyết, lang chủ dẫn dắt một lượng binh mã lớn đến khai chiến với Hạo Thiên Thần Tông. Tuy thảm hại thu binh, nhưng nó đã đặt nền móng cho sự diệt vong của Hạo Thiên Thần Tông 10 năm sau đó. Lý Vũ Quả cắm một nén hương cho cha mình xong, hỏi han một tí lang chủ dạo này sống thế nào. Lang chủ tức giận, cuộc sống của ông dạo này nằm trong sự khốn khổ, nằm mơ cũng thấy mình sẽ giết tên Tam Vương gia. Nhưng may mà cơ gia quyết định giúp lang tộc, giờ thêm Lý Vũ Quả cũng đã trở về nữa, lang chủ định sẽ làm chuyện đại sự. Lý Vũ Quả có hơi bất ngờ, không biết kế hoạch của lang chủ là gì. Lang chủ gật đầu, nói một hơi dài, hiện nay môn phái mạnh nhất ở Hạo Thiên Quốc chính là Hạo Thiên Thần Tông, kế đến là ngũ đại gia tộc, sau đó là thập đại thiên cấp môn phái. Thiên Võ Học Viện trong thiên cấp môn phái chính là đặt ở Giang Đô. Con và cháu dâu, à mà cháu dâu tên gì ấy nhỉ, nàng ấy tên Vân Tiêm Trần. Vì muốn ở bên con, nên chạy trốn từ Vân gia đến đây đó. Lý Vũ Quả giới thiệu cho lang chủ, Vân Tiêm Trần vẫn rất ra giá, không nhận mình là con dâu. Làm chủ cười vui sướng vì Lý Vũ Quả lại gạ được tiểu thư của Vân gia, nhưng hai người bây giờ vẫn cứ vào Thiên Võ Học Viện học tập, nhưng bọn họ phải giả thành thân phận khác để tránh bị lộ. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!